dự lễ phát động tháng nhân đạo năm 2023 và chương trình chợ không đồng tại thành phố Thuận An, ông Nguyễn Hoàng Minh, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương Cùng lãnh đạo thành phố đã tặng nhiều phần quà thực phẩm thiết yếu cho 300 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trao 50 suất học bổng cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường An Phú, tổng trị giá các phần quà trên 280 triệu đồng. Dịp này, Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương và Hội chữ thập đỏ thành phố Thuận An cũng trao tặng nhà chữ thập đỏ cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Phát tại ấp An Hòa, xã An Sơn, căn nhà có diện tích 58,3 m2 với tổng kinh phí xây dựng là 135 triệu đồng.